điều chỉnh theo thực tế nhưng vẫn phải an toàn. Đó là điều mà chúng ta vừa được lắng nghe đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì trước tình hình số ca mắc đang có chiều hướng gia tăng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công điện số 23 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Trong đó đáng chú ý thì thành phố sẽ điều chỉnh thời gian thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 xuống còn 14 ngày và đặc biệt là thí điểm thực hiện cách ly tại nhà phòng chống dịch COVID-19 cho F1 đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm là điểm duy nhất ở Hà Nội dịch ở cấp độ 4, tức là cấp độ cao nhất hiện nay. Trước khi có công điện 23, thành phố Hà Nội vẫn thực hiện nghiêm việc cách ly F1 tại nhà với những trường hợp thuộc 4 nhóm ưu tiên theo quy định, gồm người già, người có bệnh nền, trẻ em, phụ nữ mang thai. Tính đến hiện nay, trên địa bàn phường Phú Đô có 81 trường hợp F1 đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định được cách ly tại nhà. Họ được giám sát chặt chẽ, theo dõi sức khỏe hàng ngày. Bước đầu tiên chúng tôi hỏi tình hình sức khỏe của hiện tại bệnh nhân thế nào. Xong rồi chúng ta sẽ làm đo nhiệt độ, đo huyết áp và đo nồng độ SpO2 để xem tình trạng sức khỏe của bệnh nhân thế nào. Nếu mà tình trạng bệnh nhân bình thường thì chúng tôi cho bệnh nhân theo dõi tiếp tục. Còn nếu mà có gì bất thường thì gọi lên trạm y tế thì chúng tôi tiếp tục xử trí. Quận Nam Từ Liêm sẽ tiếp tục nghiên cứu và xin ý kiến thành phố cho thực hiện thí điểm cách ly tại nhà những F1 ngoài nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn một phường, sau đó sẽ mở rộng ra trên toàn quận. Công tác triển khai phải chú trọng những tiêu chí hàng đầu là bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân và không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Đồng thời, phải có cơ chế để tiếp tục cách ly tập trung F1 đối với những trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc cách ly tại khách sạn nếu người dân có nguyện vọng. Thứ nhất là phải được cái sự đồng thuận của gia đình cũng như là bản thân cái người được cách ly. Tức là họ phải có đơn và được sự đồng thuận. Thứ hai là họ phải có đầy đủ các cái điều kiện tại cái nơi cư trú đó. Ví dụ như là gia đình phải có phòng riêng để cho F1, phải có nhà vệ sinh riêng cho F1 và phải có người chăm sóc. Hiện việc cách ly F1 tại nhà đã được nhiều địa phương thực hiện. Theo ý kiến của một số chuyên gia y tế, phương pháp này sẽ giúp hạn chế việc lây nhiễm chéo ở nơi cách ly tập trung và giảm chi phí ngân sách y tế. Chúng ta sử dụng 4.0, có nghĩa là đặt camera và xử lý thật nghiêm những trường hợp mà vi phạm. Đã ký cam kết rồi nhưng mà vẫn vi phạm thì chúng ta phải có một cái hình thức thật là nghiêm túc. Trong tình hình hiện nay, khi mà các ca mắc mới vẫn gia tăng trong cộng đồng, đối với các F1 và những người có nguy cơ cao, thì điều kiện tiên quyết là ý thức chấp hành các biện pháp cách ly phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời cần có sự giám sát chặt chẽ từ phía chính quyền địa phương cũng như cơ sở y tế.